Rồi cái bài này nó sẽ khác một tí ha, là cái dạng trục ở một cái dạng một cái tạng thanh ha, và ở hai đầu nó có hai cái lý trục có lỗ. Thì bây giờ cái nào dễ thì mình vẽ trước ha. Ví dụ như ở đây nó có hai cái chi tiết trụ ở hai đầu dễ nhất thì mình vẽ trước. Rồi thì mình sẽ mở một cái file mới lên. Cái hai cái chi tiết này là dễ nhất mà mình vẽ trước. Thì nó mình sẽ tạo một cái mặt phẳng nè. Thì ở đây nó sẽ có cái hai cái chi tiết này nó phi, nó sẽ nằm trên một cái đường line. Thì bên đây mình sẽ chiếu cái trục cái đi xuống cho nó ít đi xuống và cho nó nằm trên một cái đường line thôi. Rồi ở đây bên này nó sẽ có là phi 35 35. Rồi tiếp tục đường kính trong của nó là phi 22 ha, mình offset vô. A12. Rồi. Tiếp tục qua bên kia 203. Cách 203 nó sẽ có hai cái đường ở bên đây. Thì bây giờ em sẽ ràng buộc cho nó đều ha. Giờ em ràng buộc vào tâm. Cái tâm này 203 chia 2 ha, là bán kính ha. Rồi ở bên này nó sẽ có cái trụ là phi 24 và ở trong là phi 15 ha. Ngay đây. Rồi khoảng cách này cũng tương tự như vậy, nó là 203 chia 2 và này là 24, ở trong là 15. Rồi mình sẽ tiến hành sketch ha, cái này dễ mình làm trước. Mình sẽ trút lên nè, chọn đúng cái profile nè, một cái nè, hai cái nè. À sorry, cái này mình chọn có một bên được thôi, bên còn lại nó lại không có cùng kích thước. Hay rồi thôi mình làm cái lớn trước. Thì cái bề rộng của nó là 42, và để cho tiện cho lát hồi mình làm á thì mình sẽ cho nó extrude về hai phía ha, cho nó dễ nè. Đó. Ok thì bây giờ mình mới tạo được có một bên thôi. Tiếp tục chọn lại cái mặt phẳng hồi nãy. Đây. EZ nè. New Sketch. Rồi. Bây giờ mình sẽ chiếu cái trục viết xuống. Rồi thì ở đây mình vẽ lại cái đường hồi nãy là phi 15 nè. Rồi, offset ra phi 24. Và khoảng cách của nó vào tâm là 203 chia đôi. Rồi, finish sketch. Tiếp tục mình sử dụng cái lẻ trút. Do hồi nãy nó không có trùng cái độ cao với trút của cái kia thì mình không có làm cùng một lúc được. Thì vẫn là để trút về hai phía và ở đây nó chỉ có 28 thôi. Ok. Tiếp tục mình làm cái phần còn lại là cái thanh chính giữa nối hai cái này. Cái thanh chính giữa thì vẫn là cái mặt phẳng giữa này. New sketch. Rồi. Ở đây thì mình sẽ chiếu cái hai cái khung này xuống nè. Rồi mình bấm F7 cho nó vào cái mặt phẳng làm việc và chiếu luôn cái trục ghế xuống. Rồi tiếp tục cái thanh này nó rộng là 18. 18.
thì mình sẽ offset ra mỗi bên là 9 ha. Offset ra hai cái đường thẳng này. Rồi và hai cái đường thẳng này nó sẽ đối xứng nhau nè. À thôi khỏi đi. Mình ràng buộc số cho nó đỡ rối. Thì đây 9 nè. Em định ràng buộc đối xứng ha. Nhưng mà thôi ràng buộc số cũng được. 9. Rồi. Ở chỗ này nó sẽ bo cái cung là R24 nè. Mình sẽ sử dụng cái lệnh. À không, mình fillet 3D cho nó dễ. Rồi. Thì bây giờ mình vẽ được hai cái này, cái thanh này là được rồi, mình finish sketch nè. Rồi, cái độ cao của cái thanh này là cái độ dày của cái thanh này là 18 luôn. Chọn cái viên dạng này. Rồi và mình chọn cái bề dày này 18 ha. Và lưu ý là cho nó về hai phía luôn nó mới đều ha. Rồi về hai phía. Rồi tiếp theo bây giờ mình mới đi bo cái cung nè. Bo cái khúc này nó dễ hơn nè. Rồi bo cái bằng cái lệnh fillet và bán kính góc bo là 24 nè. Bo đây. Tương tự các cái cạnh còn lại nó cũng cho là 24 hết. Ở đây. Sau đó bên này. Và bên này. Ok. Rồi tiếp theo. Họ đục một cái rãnh ở giữa này. Chúng ta chọn cái mặt phẳng này. Đục cái rãnh ở cái thanh này. Rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái kích thước đó, cái biên dạng đó thì ở đây nó có sẵn nè. Đây, cái lệnh float nè. Mình sử dụng cái lệnh này. Đây, kéo qua bên này và kéo lên một tí ha. Rồi bây giờ mình đi ràng buộc kích thước. Thì kích thước của nó sẽ cái phần này đến cái phần này là 28. Phần này đến cái phần này là 150. Bề rộng của cái thằng này là 10. Ok. Rồi cái độ cái thằng này nó sẽ cùng tâm với cái này. Cancel. 28, 150, 10. 28, 150, 10. Rồi, thì cái này là 5 là đúng rồi. Rồi, sau đó mình finish sketch ha. Mình sẽ extrude. Mình xem cái độ sâu của nó mỗi bên là bao nhiêu ha. Thì họ cho là 6.5. Ở cái mặt cắt phía dưới đó. Và ở đây là cách ha. Rồi. Tiếp tục mình được một bên rồi. Bên đây thì mình làm tương tự như vậy. Hoặc là mình mirror qua. Ở đây nó có là mirror. Kế bên box một tiếng nó có cái là mirror. Click vào là mirror. Chọn qua đối tượng cần sao chép nè. Sorry. Click vào mirror. Chọn vào cái rảnh này. Tiếp theo chọn mirror lên. Cái mặt phẳng đối xứng á. Là cái mặt phẳng giữa hồi nãy chúng ta đang vẽ đó. XZ nè, XY nè. Ok. Thì nó sẽ đối xứng qua. Đó, như vậy là xong cái chi tiết này. Rồi. Sau đó em sẽ chọn một cái view. Cho nó giống giống cái xoay. Cho nó giống giống cái. Giống giống cái trên hình ha. Rồi mình fit. Cái view này lại, cái góc nhìn này lại. Chọn vật liệu và save lại. Giờ mình đi xuyên xuất kích thước ha. Create cái drawing view này. Chọn cái tâm mét ha. Rồi ở đây họ sẽ xuất một cái hình chiếu đứng ở trên trước,
Space này. Ok này. Mình cho cái tỷ lệ 1:1 đi ha. Một hai thì nó nhỏ quá, mình cho 1:1. Rồi ở dưới nó sẽ có một cái hình cắt, cho nó là nó cắt ha. Thì mình chọn cái sách xanh nè, chọn cái view nè, chọn cái section, lít chọn một view ray chuột bên trái nè, cắt bên này đến bên này ha, cái này là mình chỉ cho nó cái đường cắt ha. Sau đó chuột phải chọn continue, kéo xuống đặt tên cho nó, thì tên ở đây họ đặt là chữ E ha. Rồi ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ xuất thêm một cái hình 3D thì đây ha. Rồi chuột phải chọn Relay, double lid vô cho nó có màu nè. Cái view giống như cái view chúng ta fit nè. Rồi ở đây ok, kéo nó xích vào ha. Tiếp theo chúng ta đi kích thước. Trước khi kích thước thì có các đường tâm, thì đây nó có ít là đường tâm ha, thì mình ghi bằng tay cho nhanh nè. Qua trắng nó tịt nè. Ở đây nó có cái trục đối xứng nè, lít vào đây tạo trục đối xứng, lít vào đây tạo cái trục. Ở trên thì nó chỉ có hai cái tâm thôi, ba bốn cái tâm. Chọn cái sensor mask nè, chọn đây cái, đây cái, đây cái, những cái chi tiết nào mà mình chủ động được thì mình vẽ tay cũng được ha. Rồi mình đi ghi kích thước. Thì ở đây nó sẽ có cái kích thước này là 42 nè, kích thước này là 28 nè. Em quên tầm tròn số nè, vào manager nè, vào status nè, vào chỗ cái này chỉnh số lại ha, một cái unit này cái nữa cho nó làm tròn số luôn. Đó, nó sẽ nhảy lại nè, mất số 0 cho mình nè. Tiếp tục mình sẽ đi ghi kích thước ha. Cái đầu dày này là sorry, họ ghi độ dày tổng thể ha, 18. Rồi từ ở thành ngoài vào đây là 6.5. Mình làm tròn số rồi. Ok. Tiếp tục mình ghi ghi cái thông số ở trên này, cái thông số trên này là nhiều nhất nè. Phi 35, phi 22, R24, R5, cách từ đoạn này đến đoạn này là 28, từ tâm này đến tâm này là 150, độ dài từ tâm bên này đến tâm bên này là 203, bề rộng của cái đoạn này là 18. Và cái rãnh nó trong là 10. Tiếp tục 10, 10 mình ghi mỗi bên 5 cũng được. Đây nó sẽ là R24. Phi ngoài là 24, phi trong là 15. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại kích thước ha. Và chúng ta save lại ha. Cần thiết thì mình ghi cái revision tab cũng được, không cần không.